Chào mừng tất cả các bạn đã đến với khóa học lập trình Node.js. Ở phía trước thì mình đã giới thiệu về các bạn cái về phần rail và mình sẽ module hóa, mình sẽ tách cái phần rail ra. Thì các bạn xem sơ qua cái phần rail một xíu nha. Đây, thì có phải là cái rail khi mà mình khai báo một cái rail đây. Mình khai báo một cái rail. Xong cái phần handle này. Cái phần mà xử lý ấy, thì mình cũng viết tại đây luôn, mình viết ở trong này luôn. Thì có phải nó cũng rối không? Ở cái phần trước á, mình cố tình tách cái rail ra khỏi cái thằng app này để cho cái phần app của ta nó gọn gàng hơn, nó chia ra từng cái phần để mình dễ dàng quản lý hơn. Thì qua khi mà đưa hết tất cả những cái rail, những cái xử lý qua cái thằng rail này thì cái thằng rail này nó lại rối, đúng không? Chạy xử cho mình những cái function mà nó xử lý rất là nhiều chứ không phải nó trả về một cái message đó các bạn. Nó xử lý logic rất là nhiều thì mình cũng nên tách cái thằng ra và mình sẽ áp dụng những cái mô hình vào trong cái bài của chúng ta đây. Thì đây mình sử dụng cái mô hình MVC đi nha. Mô hình này thì rất là phổ biến luôn, thì mình nói sơ qua một xíu thôi. Thì phần MVC á, thì model là cái mà nó làm việc với thằng database, rồi phần view là những cái mình hiển thị ra các bạn. Là phía cái HTML này nọ nó hiển thị do phía người dùng đó, và cái thằng controller thì thằng controller là cái thằng mà nó để xử lý những cái logic. Ở đây mình sẽ tạo nó ra. Ở trong số chúng ta thì chúng ta tạo một cái folder mới nha. Ok, mình đặt tên là controller đi. Rồi, cái thằng controller này mình trong thằng controller này mình tạo nó một cái folder là web đi nha, để mà nó chứa những thằng controller của cái thằng web thôi, hoặc là admin để dành cho thằng admin. Rồi bây giờ mình sẽ vào thằng web này, mình tạo ra file ví dụ như là controller.js nha. Thì file này sẽ là nơi chứa những cái hàm xử lý của chúng ta đó. Thì trong này mình cũng rồi mình khai báo những cái hàm ra, ví dụ như function đây, mình sẽ lấy cái hello Nguyễn Quang Đạt ra nha, hello user, rồi vô cái đóng này bêu đây. Rồi thì bên đây mình phải đặt tên cho function nha, get index. Rồi sau khi mà tạo xong thì mình phải export nó ra để mà phía bên cái rail á các bạn, mình gọi tới nó được. Đây, export nó ra. Rồi quay trở lại cái phần rail. Thì cái phần rail này á mình sẽ gọi cái thằng controller ra. Được chưa? Thì đây mình sẽ gọi cái thằng controller đó ra. Rồi, ngay cái hàm đây mình sẽ gọi tới cái hàm getIndex của thằng controller chấm getIndex này. Vậy thôi. Rồi, mình mở rồi thì sau khi mà mình export cái function ra thì phía bên đây mình gọi về thôi, thấy đơn giản không, nó rất là gọn. Thì những cái controller mình tách ra, giống như mình tách cái luồng ra để mà mình làm việc cho nó dễ các bạn. Sau này á, ví dụ như mình muốn tìm cái route thì mình trong đây nó chỉ là route thôi đó, mình muốn đi tới cái nào thì mình control, mình click vào thì nó sẽ đi tới cái hàm đó cho mình và mình coi cái xử lý của nó. Thì ở đây nó có request và response, thì trong này các bạn có thể truyền thêm một cái thằng nát này, thằng này để mà kiểu cho phép nó có đi tiếp hay không á, thì mình sẽ áp dụng cho cái phần middleware. Rồi cái bài hôm nay thì mình chỉ hướng dẫn cho các bạn mình về cái thằng controller, mình tách nó ra như thế nào thôi.
Rồi cái bài sau thì mình sẽ làm việc với những cái request cái hoặc là những cái response đó. Rồi những bài sau thì sẽ có nhiều cái hơn, tại vì phần này á chỉ là phần lý thuyết thôi, thì mình sẽ cố gắng hoàn thành xong cái series lý thuyết này. Rồi ở cái series sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái trang blog, blog căn bản thôi, bằng cái thằng Node.js này. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.